Xin chào cả nhà, đến với clip thứ hai của tuần này, ngày 23 tháng 11 ạ. Clip này em sẽ lên một số món đồ nghề ạ. Đơn đồ nghề thì đơn trên 400, chuyển khoản bao ship ạ. Chuyển khoản em mới bao ship anh chị, ship code thì đồng giá 30.000 một đơn. Đơn em ship trên 60.000 em mới ship một đơn nha anh chị. Tại vì những món dưới 60.000 đó, đa số em lời 10.000, 20.000 vậy á. Thì một món như vậy thì dưới 50.000 đi. Một món như vậy lời ít quá anh chị, nó không đủ lời để mình chốt đơn, tạo đơn, rồi gói hàng rồi. Nó nhiều bước lắm nó mới đi tới chỗ anh chị, mới lại tiền ship mỗi lần nó cũng hết 30.000 á. Nên em bán cũng nhiều món thông dụng nên anh chị mua kèm ha. Mua kèm đơn 50-60.000 này thì em ship, chứ có đơn 30-40.000 thì em không ship được. Mã đầu tiên ạ, H42 150, dài là 25,5, rộng 4,7, dày 0,22 xăng, lưỡi da một lớp thép 0,5 ạ. Cái tên hãng bán laser nó hơi mờ mờ ở đây ạ. 150, lưỡi này anh chị có thể xử lý, mình cắt thế này, cắt thế này thì mình có cái chỗ mình tra ha, còn không thì mình chấm hàng thêm cây thế này thì mình tra. Lưỡi này 150, khá là to dài nha anh chị. H43 300, lưỡi đề ba bự Damascus nha anh chị, Damascus lưỡi đề ba. Phần chỗ này nó lõm xuống nè. Dài là 19, rộng 5, dày 0,8 xăng, nặng 200g. Thương hiệu dập chìm phía sau nè anh chị. Thép carbon, loại này da hữu công. H44 150, này cũng thủ công, phần này lõm xuống anh chị ha. Dài là 18, rộng 4, dày 0,8 ạ. Nặng 200g. Cái cán chỗ này nó hơi yếu hơn chị. Anh chị có thể chấm hàng thêm. Hàng mình tra sâu một xíu, tra sâu và đổ keo thì nó sẽ chắc. Lưỡi đề 3 rất là bự. Thương hiệu dập phía sau ạ. H45 250, thương hiệu dập chìm, thép giấy xanh, lưỡi dao 3 lớp ạ. Thép giấy xanh, nó không có dập chữ xanh ha anh chị. Mài lên thép giấy xanh thôi, nó hơi bị rỗ nè. Dài là 16,4, rộng 4, dày 0,31 xăng. H46 150, cây này cán nhựa. Thương hiệu của nó nè, nó dập trên cái cán nè anh chị. Reborn dao cạo râu ha, nó mài cong vô thế này để cạo râu, cạo chân mày. Thép carbon bao bén cho anh chị ạ. 150. H47 150, này thương hiệu nó hơi mờ anh chị, lưỡi dao hơi rỗ, 150 nha. Lưỡi này H48, lưỡi đất hai hình người, 250 á. Sibylin, cán của nó cũng bằng nhựa, lưỡi hơi rỗ nhưng mà nó cũng rất là bén. Rổ nó không ảnh hưởng tới chất thép nha anh chị. H49 150, này của hãng Tan Yifun, silver, thép silver steel nè anh chị. Thép carbon hết, 150. H50 150, cây kéo cắt tóc,
kéo cắt tóc anh chị. Đây. Cắt ok. Xuống. Cầm cái này xuống. Kéo cắt tóc ok. Thương hiệu dập chìm 150 ạ. H51 150. Canetuke dao gập ạ. Dao gập thép carbon cán gỗ một lớp nguyên khối này, bỏ túi sử dụng đi đi rừng hoặc là đi làm việc gì ha, rất là bén nha anh chị. H52 250 ạ. Dao này thì ốp sừng, khâu của nó khâu đồng, dáng mũi dao ok ha, lưỡi dao đẹp ạ. Thương hiệu dập chìm. Dao gấp H53 100. Cây này lưỡi răng cưa, cán nhựa. Này, mở khóa anh chị ha. 100.000 cái này ạ. H54 100.000. Thương hiệu dập chìm. Thép carbon ạ. H55 dao kìm cặp xé. Kìm cặp xé khá là bén anh chị ha. Ok anh chị ha. Có logo ạ, logo dập chìm, logo này giống của Fuji. 500. Cây này dài. Dài là 20 xăng ạ. H56 50.000. Cây kéo lò xo nó hơi xấu xíu anh chị ha. 50 kéo tỉa. Nè anh chị cắt rau ở nhà cũng ok nè, nó có lò xo á, cắt rất là bén nè. Mình không có phải dùng lực để đẩy ra, nó có lò xo anh chị. Đây. Cắt hoa cúng, cắt tỉa hoa cây mà nhà mình trồng sơ sơ đó. H57 60.000 nè. Này cũng vậy. Cái này nó không bén bằng cây kia nè. Cây kia thép carbon, cây này nó không bén bằng. Nhưng mà nó đẹp hơn xíu anh chị. 60.000 cây này. H58 70.000, thương hiệu dập chìm. Cái kéo cắt. Kéo này cắt bén ha, thép carbon. H59 80.000. Này nó xi ở ngoài là thép không rỉ, ở trong là carbon. Những cây này đa số nó cùng một size anh chị. Dài 16,5 xăng. Kéo rất là bén anh chị ha. H60 100. Dao treo móc khóa. Này nó có muỗng với có nĩa ha. Mình đi phượt, đi làm rẫy hoặc là đi du lịch gì đó mình đem theo cũng tiện anh chị. Tách rời ra, có một cái dao. Khi mình xài muỗng nĩa thì mình cắt dao ha. Trăm nghìn ạ. H61 60.000.
cây dao đồ khui 60.000 ạ, thép không rỉ. H62 120. Này open, này mắc in Japan ạ. Này là đồ mở nắp anh chị. Nó sẽ có nhiều nấc. Nó sẽ kẹp cái nắp lại. Đây. Này nó có thiếu. Này nó hơi ngắn nha. Tới cái kẹp này không biết nó có. Cái phần này nó không biết nó nè. Nó sẽ mở như thế này, tại cái nắp này nó hơi cao xíu anh chị. Mấy cái nắp mà kiểu nắp chai rồi, nắp chai, nắp bình rồi, nắp ngắn ngắn á, thì sẽ mở ok ha. Này made in Japan, tương đối mới sáng, 120. Nó có đồ khui phía sau. H63 300. Cái này không kìm cắt dây kẽm á sao anh chị, dài 19 xăng. Thương hiệu dập chìm ạ, 300.000 cái này. Rất là bén ha. Kìm cắt dây kẽm. Mũi rất là chắc. H64 100.000. Thương hiệu dập chìm, dao cạo râu. Nó có cái phần này để đỡ nè anh chị. Cạo ok ha. Cạo không lo nó bị phạm. Lưỡi dao lam ạ, 100.000. H65 250 của Feather. Này thường người ta sẽ xài cái ốc vặn này, nó không xài. Bỏ lưỡi lam vô anh chị. Dao cạo H66 150 ạ. Này thương hiệu dập chìm. Này bỏ lưỡi lam rồi vô cạo râu anh chị ha. Cạo râu, cạo lông mày. H67 100.000, made in Japan. Này nó có phần đỡ nè anh chị. Này thay ra thay vô thì mình đẩy thế này ha. Mình đẩy ra đẩy vô. 100.000 cây này ạ. H68 100.000. Này nó đi kèm một cái cây dùi ha. Dùi dùi su gì? Dùng để dùi. Này dùng để gọi là cái gì ta? Một lớp thép không rỉ. Cái lưỡi dao nó hơi rổ xíu anh chị. Này em sẽ mài lại cho anh chị hết nha. Tất cả các dao anh chị mua bên em đảm bảo bén, test ok hết. H69 50.000. Nó sẽ kèm một cái dao chiếc cành. Cái vặn bên này nó hơi bể nhẹ anh chị. Và một cái lưỡi răng cưa. Này của Ofa. Chất liệu ở ngoài này là bằng nhôm. H70 80.000. Này một cái lưỡi cưa nhỏ kèm với một cái dao chiếc cành, 80.000 ạ. H71 70.000. Cây kèn ạ, Yamaha. Kèn thổi ok. Kèn thổi ok anh chị ha. Kèn này nó dài lắm, dài là 19 xăng, rất là nhiều lỗ. H72 50.000. Size này nó nhỏ hơn xíu ha, chỗ này nó. Chỗ này em biết nó bị nhựa nó hơi bị
Dạ hư chỗ này xíu. Nhưng mà cái này em thổi thấy nó kêu thanh hơn, nhẹ hơn xíu. 50.000 cái này ạ. H73 80.000. Bộ cờ lê có cái thông số ạ, số 4 4.55. Này treo móc khóa anh chị ha. Này treo móc khóa. Có 2 4 6 8 8 cây. H74 50.000. Thêm một cây sủi. Này hàng mới luôn còn tem. Thế này ha, 50.000. Thép không rỉ á. H75 60.000. Này dùng để kẹp. Kẹp những đồ xa anh chị, ở trong máy móc hay là gì xa mình kẹp gấp tới 60.000 ạ. Cái này nó dài khoảng 18 cm. H76 400. Này là full kim loại. Nó có hết 500 ạ, 400 cái này. Kiến gương ha, còn rất là sáng, còn bình thường. Điều chỉnh cái hướng ok ạ, rất là nặng tay ha anh chị. Nặng tay, chắc chắc tay. Kính độ H77 200. Dao chặt. Nó mài hai mặt ạ, dài là 18,3, rộng 3,4, dày 0,78 ạ. Nặng 350 g. Tay cầm gỗ. Dao chặt, dao chặt rừng, chặt củi anh chị, rất là dày ha. Độ cong vừa phải. H79 202. Cái này 202 ha. Này gắn vòi nước. Tưới cây gắn hình vòi nước. Vòi dài. Nó dài tầm 45 cm. Này không thấy tên hãng. Có chữ Nhật ở đây ạ. Dập chìm. H79 40.000. Cái này hàng mới, hàng Trung Quốc xuất, hàng Trung Quốc sản xuất cho Hàn Quốc nha. Mà sao nó ở bên Nhật về không rõ nữa. Đây 40.000. Ổ khóa 4 số. Dài của nó là 8,5 cm. Mật khẩu đầu tiên là 0000 anh chị ha. Anh chị xoay qua cái nút này nè, ấn xuống thì có thể thay đổi được mật khẩu. 40.000 cái này. H80 200. Bộ kìm. Bộ kìm này cũng của hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc sản xuất. Những hàng này hàng thanh lý. Những cái này size là 17-18. 17-18 cm. Đây, nó có 3 loại. 3 loại này em nhập hàng thanh lý cho nên giá nó rẻ. Hàng mới xài ok hết anh chị ha. Mua đủ bộ. Xài trung bình 17,5 18 cm. H80 H81 100.000. Cái đèn pin. Nó cái nước xi chỗ này vài chỗ nó hơi có lấm tấm nhẹ ha. Có số dập chìm ở đây ạ. Hàng nội địa Nhật ha. Bật đèn sáng. Này muốn đèn sáng hơn thì mình có thể thay cái bóng đèn ở trong. Xài pin đại bình thường. Hai viên pin đại này mua cũng khá là mắc á. 20.000 một viên. Gì 10.000 viên.
H82-200. Bộ tu vít ạ. Bộ này nó có các món như thế này. 24. Nó thiếu mấy cái đầu này anh chị ha. Đây. Bộ mình nó khá là đầy đủ. Cái hộp nó bị bể xíu nha anh chị. Bị bể phía bên này. Tuy nhiên mình đóng hộp lại nó vẫn chắc chắn. Đóng hộp nó hơi hở phía bên đây xíu. 200. Hàng Nhật bãi. Này chữ Made in này chắc đa số là hàng Trung Quốc xuất Nhật này. Này chắc không biết sao nó mất chữ chứ không có cố tình ha. H83-100. Cái lấy dấu. Cái lấy dấu ạ. Đây. Lấy dấu trong chắc làm bên ấy người ta sẽ lấy dấu như thế này ha. Đây. Nhưng mà nó bên đây nó hơi lỏng xíu anh chị. Mấy cây nó hơi lỏng mới dễ rớt xíu nha. 100.000 cây này nó có thước ở đây luôn ạ. Mấy cây này nó dễ rớt mà. Chắc nó bị tuột mấy cây cho nên nó hơi lỏng. Nó có thước dập chìm ở đây ạ. ₺100.000 ạ. Cái này dài 15,5 cm. H84-108. Siêu kỳ Made in Japan. Cây cưa gỗ dài 21 cm. Những cái cưa này xài rất là sướng anh chị. Nè, phần lưỡi cưa vẫn còn nguyên ha. Không bị gãy đâu. Xài cưa cây cưa gỗ khá là nhanh. Nó bám lắm. 108 cái này. H85-86. Ly inox có quai một lớp ạ. Cái này 60, cái này 40. Nè đẹp hơn xíu anh chị. Cái này nó hơi xước hơn xíu. 40.000 ạ. Cán chỗ này nó cũng có hở nha. Hai cái y chang. H87 em bán giá một cái anh chị ha. Giá này một cái. Một cái anh chị chọn màu bất kỳ. Anh chị chọn màu theo ý thích cũng được. Em 5 cái thì em sẽ bớt 10.000 ha. 70.000 một cái. Ly 2 lớp hàng mới thanh lý. Giữ nóng lạnh khoảng 4 tiếng. Ly màu hồng, ly sơn, ly Disney màu đen, ly màu xanh ngọc, ly màu đen của Sinh Carmen. Đó, anh chị tùy chọn mẫu ha. Nhưng mẫu này thì em có nhiều hơn một cái cho nên anh chị chọn 2-3 cái, 4-5 cái gì em ship cũng được. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.